Sáng ngày 18 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham dự. Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử ông Phạm Triều tỉnh ủy viên, bí thư đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Dương, giữ chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay ông Võ Ngọc Hiệp chuyển sang giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đại biểu cũng đã thống nhất biểu quyết cử ông Nguyễn Thanh Hồng, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 8. Thay mặt hai vị ủy viên mới được bầu bổ sung, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tin tưởng thống nhất hiệp y cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Mong muốn trên cương vị mới sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của đông đảo các vị ủy viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã thông qua kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.